Xin mến chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được các bạn ghé thăm kênh của mình. Hôm nay mình đi đến cây kiểng Thanh Chiệu ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ để giới thiệu về những cây kiểng tại đây. Ủa hôm nay Chiệu không có đứng bán hả em? Dạ hôm nay em bên Vinh Nam Bốt. Dạ hôm nay em bên Vinh Nam Bốt. Dạ hôm nay em đến nhận cây. Dạ hả? Chiều dạ. Rồi. Hello, chào các cô chú anh chị. Hôm nay chị có về 30 cây gồm có linh sam hạt gạo và khí gân và mỹ hồng để giao lưu với tất cả cô chú anh chị. Còn anh bên đây là bên Việt Nam Boss để qua nhận hàng bên em. Đó, rồi sẵn nhờ anh review dùm luôn. Đó. Đây là cây số 1 để chị thông số cho các cô chú anh chị đều biết nha. Rồi, cây số 1. Đây là cây số 1, đây là linh sam hạt gạo. Hàng này đã thành phẩm lâu rồi nha các cô chú anh chị mình ha. Đây đã nằm trong chậu, đã thừng chậu rồi. Đây. Chiều cao là 53. 53. Rồi. 57. 57. Rồi, 57. Đây, hoành của nó là 14 nha. 4 nha chị. Đây, hoành là 14. Đây, hoành là 14. Đây. Rồi, cái này giá nhiêu? Cái này là em giao lưu là giá là 1 triệu mốt. 1 triệu mốt. Rồi, 1 triệu mốt. Cái này là bao ship toàn quốc luôn dạ, nha. Dạ, bao ship toàn quốc. Rồi, đây. Bao ship toàn quốc. Đây, 1 triệu mốt bao ship toàn quốc cây số 1. Đây, hàng này là các chú chị mình cứ bảo đảm nha. Đây, đó, các chú chị mình cứ bảo đảm, hàng này là bảo đảm luôn nè. Đây, nằm trong chậu rất là thần chậu, ghế dữ lắm ghế luôn nha. Đó, bảo đảm với các chú chị luôn. Hàng trong chậu đã cũng từ 3-4 năm rồi. À, đã thành phẩm 3-4 năm, các chú chị mình cứ yên tâm. Rồi. Đây là cây số 1 nha. Rồi. Cây số 2. Đây là cây số 2, cũng là linh sam hạt gạo luôn. Đó. Dáng này là dáng bay nha các chú chị mình ha. Dáng bay. Đây, để em đo chiều cao cho các chú chị đều biết nha. 45. Cao lên là 45. Tăng ngang là 53. 53. Cao 45, ngang 53 nha anh chị. Đây. Rồi. Cây này là cũng là thuần chậu lâu rồi nha các chú chị mình ha, cứ yên tâm. Rồi. Đó. Đây. Hoành là 18. 18. Mà tính 17 thôi. Rồi. Tính xích chồng em. Xích lên nè, xích. Rồi. Đó. Đó, rồi. Đây là cây số 2, cũng giá là 1 triệu mốt luôn. Bao ship toàn quốc nha anh chị. Rồi. Cái này là bao ship toàn quốc luôn đó nha. Đó, hôm nay là có Việt Nam Boss qua đây hỗ trợ bên em. Vừa nhận hàng để giao cho các cô chú anh chị mình tới nhà nha. Đó, Việt Nam Boss là nhanh chóng an toàn anh chị. Rồi. Đây là cây số 3. Đây là cây số 3 nha các chú chị mình ha. Để em đo chiều cao 42. Chiều đổ của nó là 56. Rồi. Đó. Đây cây mã số 3. Có thân hình rất là đẹp luôn nha các chú chị mình ha. Hoành là 18 luôn. Rồi quay vòng đế rồi. Hoành là 18 đế đều nha các chú chị mình ha. Rồi giá. Đó. Giá cũng là 1 triệu 2 bao ship toàn quốc cho tất cả các cô chú chị mình luôn. Bao ship toàn quốc. Số điện thoại của em là 0898 997764. Em tên Chiệu. Đây cũng là số Zalo và Facebook của em luôn nha các chú chị mình ha. Rồi. Đó cũng là số Zalo và Facebook luôn. Đó. Hôm nay là nhân dịp ngày khuyến mãi nè. Đó chúng em cũng khuyến mãi cho các cô chú anh chị mình luôn nha. Đó để giao lưu với các cô chú anh chị mình. Đó khắp mọi miền đất nước nha. Đây cây này cao lên 49. Cao 49 nha. Cái gì? Cái là linh sam hạt gạo. Linh sam. Này cũng linh sam hạt gạo nha anh chị. 67. 67. Cái này là đổ là 67 nha. Đây. Đây là cây số 4, cũng là linh sam hạt gạo luôn. Đây. Hoành là 16. Hoành 16. Đây. Có giá là 1 triệu tư. Bao ship toàn quốc. Bao ship toàn quốc. Vừa thôi. Rồi. Rồi. Đó, số điện thoại của em là 0898 997764. Đó cũng là số Zalo và Facebook của em luôn. Đây, cây số 5. Cũng là linh sam hạt gạo luôn. Đó. Cây mini này để bàn rất là đẹp luôn nha các chú chị mình ha. Cao lên là 30. Đây. Bàn. Chiều đổ là 49.
49 anh chị. Rồi. Đây. Đây có cụ đế rất là quái dị luôn nha các chú anh chị mình ha. Là đổ rất là đẹp luôn. Đây. Hoành là 19. Rồi. 19 nha. Cây số 5. Đó. Linh Sam hạt gạo có giá là 1,2 triệu bao ship toàn quốc. Đã. Rồi, quá đó, các cô chú chị mình cứ yên tâm. Đó bên bưu điện Việt Nam Post, luôn lúc nào là cũng phải giao hàng nhanh chóng. Đó, để cho các chú chị mình không có chờ đợi lâu và bảo đảm cây khỏe tốt. Đó. Đây cây số 6. Cây rồi. Số 6 này cũng là Linh Sam hạt gạo luôn nha. Đó chúng em chỉ có là 6-7 cây thôi. Để giao lưu với các cô chị mình thôi nha. Đây là cao lên là 49. Cao lên 49. Chiều đổ là 59. Rồi. Đây cây này có cái thế dáng rất là đẹp luôn, bông sai rất đẹp. Đó. Thân hình rất là bự luôn nha. Đây. 23. Rồi. Củ này là 23 nha. Đó. Cũng giá là 1 triệu ba luôn, bao ship toàn quốc cho các chú chị mình luôn nha. 1,3 triệu bao ship toàn quốc luôn. Cây. Đó. Đây, đây là cây số 7. Đây là cây số 7 cũng là Linh Sam hạt gạo luôn. Cao lên là 49. Rồi. Đây, để mà vừa đổ nữa nha. Chiều đổ là 55. Đó, 55. Đây để mà củ hoành ở đây rồi xây một vòng cho các chú chị đều xem. Đây là hoành là 18. Hoành 18. Hoành 18 nha. Cây này là có giá là 1,4 triệu luôn, bao ship toàn quốc cho các chú chị mình luôn nha. 1,4 triệu bao ship toàn quốc luôn. Đó. Số điện thoại của em là 0898 997764, em tên Triệu, ở tại khu vực Hoàng, phường Thế Hòa, quận Môn, phố Cần Thơ. Đây, đây là mai chiếu thủy kim ba xưa nha, cây số 8. Cái này để bàn rất là đẹp luôn nha các chú chị mình ha. 43. Tán ngang là 43. Chiều cao là 29. Đây, để mà cụ hoành nó thử ra nha. Cụ hoành là 14. Hoành là 14 nha. Này để bàn rất là đẹp luôn. Đó. Có giá là 1,1 triệu bao ship toàn quốc. Đó, 1,1 triệu bao ship toàn quốc cho các chú chị mình luôn nha. Rồi. Tiếp theo. Cái này là mai chiếu thủy kim ba xưa nha các chú chị mình ha. Giống này là rất là lâu đời gì nha. Cây nhỏ nhưng mà nó rất là lâu đời luôn. Cây số 9. Đây là mã số cây số 9 nha. Cao lên là 23. Tán ngang là 37. Đây. Dáng lắc lượng rất là đẹp luôn nha các chú chị mình ha. Đây. Hoành là 11. Đây hoành là 11 nha. Đó. Giá là 1 triệu bao ship toàn quốc luôn. Đó, hôm nay là nhân dịp ngày khuyến mãi. HPD là bao giá tốt nha bà con. Giảm giá ngày HPD. Anh nhắc giùm. Rồi. Đây là cây số 10. Cây số 10. Cao lên là 27. Tán ngang của nó là 32. Rồi. Cái này là mai chiếu thủy kim ba xưa nha các chú chị mình ha. Đây cây số 10 nha. Đây để em đo dòng củ hoành nó thử cho các chú chị mình đều xem nha. Đây. Hoành thân nó là 17. 17. Đây là mai chiếu thủy kim ba xưa. Có giá là 1,4 triệu bao ship toàn quốc. Rồi, bao ship toàn quốc luôn. 1,4 triệu bao ship toàn quốc cho các chú chị mình luôn nha. Rồi. Việt Nam Boss hân hạnh tài trợ. Rồi. Cái tài trợ đi đường xa là có Việt Nam Boss tài trợ giùm em nha. Đó. Rồi. Đây, cây số 11. Cao lên là 32. Rồi. Chiều đổ của nó là 52. Cây số 11 nha, mini rất là đẹp luôn. Các chú chị mình thay chậu một cái thôi là về là để là quá đẹp luôn nha. Hoành 13. Rồi. Đây hoành là 13 nha. Đó.
giá cũng là 1,1 triệu luôn, bao ship toàn quốc cho các chú chị mình luôn nha. 1,1 triệu bao ship toàn quốc luôn đó. Cái này là Trung Nu nha, cây số 11 là mai chú thấy Trung Nu. Rồi tiếp tục. Đấy, hút cây chim lấy cây lên coi. Rồi cây Mỹ Hồng. Đây, đây là cây Mỹ Hồng nha các chú chị mình ha. Đó, cây này rất là đẹp luôn nha các chú chị mình ha. Hôm nay là nhân dịp ngày khuyến mãi. Đất cây đê. Dịp khuyến mãi đất cây đê gì đó. Mà em không rành đó. Hôm nay là báo giá tốt nha anh chị. Cao đây là 1m6. Rồi. Cao là 1m6 nha. Tán ngang của nó là cũng 1m6 luôn. Đây, cây này là một củ nhưng mà ba thân nha. Cây này đã tỉnh lâu rồi nha các chú chị mình ha, chúng em bứng lâu rồi nha. Đó, nhưng mà hôm nay nhân dịp ngày khuyến mãi, chúng em lên clip để khuyến mãi cho các chú chị mình luôn. Đây, em đo thử cái cây này đi, cái cốt này thôi nha. Đây, cốt này là 10, 11. Rồi. Đó, ba cốt là 11 hết trơn nha các chú chị mình nha. Rồi, giá luôn. Đó, giá cây này là 2,9 triệu. 2,9 triệu là có khuyến mãi rồi đó phải không? Chú chị mình ha, này là khuyến mãi luôn, giá khuyến mãi luôn nha. Rồi giá khuyến mãi. Black Friday. Chắc mấy cây này nhích da quá anh chịu ơi. Nhích da hoài không? Ờ nó tối quá. Tiếp tiếp. Chịu khó ra nắng luôn nha mấy em ơi. Rồi, cho cây nó tươi chút thôi. Đây. Cái này là cây chanh vàng lá nhỏ nha các chú chị mình ha. Vàng lá nhỏ chúng em đã xử lý lấy bông tết rồi nha. Rất là đẹp luôn. Đó. Cao lên là 130. Tán ngang là 103. Rồi, bông đây. Đây nụ rất là nhiều luôn nha các chú chị mình ha, cái xem nụ giùm em nha. Đây, cái này là chúng em đã xử lý lấy bông tết rồi nha. Chặt cái trong rồi có cái bông vàng. Đây, đây bông vàng nha. Đó, đây là bông vàng nè các chú chị mình ha. Đó bông vàng rất là đẹp luôn. Rồi vô. Đó. Đây, để em đo thử cái hoành cũ nha. Đây, hoành thân là 15. Rồi. Hoành thân 15 nha. Có giá là 3,2 triệu bao ship toàn quốc cho các cô chú anh chị mình luôn. Đây là một cốt cho các chú chị mình ha. Nhẹ nhẹ thôi. Đây. Không quay á. À. Đây 3,2 triệu bao ship toàn quốc cho các cô chú anh chị mình luôn. Rồi. Trang vàng lá nhỏ. Đây cái này là đỏ nha, đỏ lá nhỏ nha các chú chị mình ha. Cái này là trang đỏ lá nhỏ luôn đó. Cái này bông này nó có gai lai gai rồi nha các chú chị mình ha, tàn rất là đẹp luôn. Cao là 110, đá ngang là 117. Rồi đỏ, đỏ đây là đỏ nha. Cái này là bụi nhưng mà một bụi nhưng mà chung một gốc nha các chú chị mình ha. Cái này một bụi mà chung một gốc nè. Đó các chú chị mình thấy nè ha, chúng em không có môi đế ra nha. Đó mà tổng hoành bụi cái này để đâu đồng cái thằng lớn nhất thì được không? Là thằng lớn nhất thì ha. Nhiều. Thằng lớn nhất của nó là khó quay lắm. Ừ. Báo ra. 11. Rồi. Thằng lớn nhất là 11 nha. Rồi 9 đó. 11. 5 6 cây ha. Rồi, 5 6 cây chung chung một gốc nha. Bụi. Có giá là 2,9 triệu luôn, bao ship toàn quốc cho các chú anh chị mình luôn nha. 2,9 triệu bao ship toàn quốc luôn. Số điện thoại của em là 0898 997764. Em tên Triệu, ở tại khu vực Quảng, phường Thới Hòa, quận Môn, phố Cần Thơ. Rồi, đây, đây là cây gân. Cây gân cây mã số 15. Cây cây gân trái chua nha. Đó, rất là đẹp luôn. Đó. Đây, để em đo chiều cao cho các chú chị đều biết nha. Rồi, đây, cao là 83 luôn. Cái này mà ăn bê thôi là khỏi chê luôn nha. Kế này mà có trái rồi là mình trồng trong nhà, vừa làm kiểng mà vừa ăn bê thôi là khỏi chê luôn. Rồi. Đó. Cao lên là 83. Hoành là 22. Rồi. Hoành là 22 nha. Đó. Có giá là 1 triệu bao ship toàn quốc cho các cô chú anh chị mình luôn.
1 triệu bao ship toàn quốc luôn nha. Rồi. Đó, giá quá mềm này luôn. Mau ra trái không chị ơi? Hôm nay là ngày lễ nha, hả? Mau ra trái không? Cái này là khoảng cỡ chừng 7 tháng thôi nha, là bắt đầu nó đâm tượng ra trái rồi nha các cô chú anh chị mình ha, cỡ 6 tháng 7 tháng. Tại vì em cắt như vậy để cho các cô chú anh chị mình đó là lấy tay chi đều lợi cho cây nó đẹp hơn, vừa chơi bonsai được mà vừa chơi tàn cũng vẫn được luôn. Đây cây này cao lên là 80. Đây là cao lên 80, tay chi đầy đủ nha. Đây, hoành là 30. 30 nha các chú anh chị mình ha. Hoành cây là 30. Có giá là 1 triệu mốt bao ship toàn quốc luôn. 1 triệu mốt bao ship toàn quốc cho các cô chú anh chị mình luôn nha. Đó. Hàng này chúng em là khuyến mãi cho các cô chú anh chị mình nhân dịp ngày hôm nay. Đó là ngày lễ Black Friday, Black Friday. Hôm nay giá tốt nha anh chị. Đây duy nhất ngày hôm nay nha. Chỉ có duy nhất ngày hôm nay thôi. Để khuyến mãi cho các anh chị mình nha. Cây này là cây mã số 17. Đây. Cao lên là 84. Đó, cao lên là 84. Đây, những đọt non của nó vẫn còn nha các anh chị mình ha. Chúng em không có chặt nha. Đó, cây mạnh sống tốt, khỏe bình thường. Đây. Để đọt của hoành của nó là 35. Đó, hoành ở dưới là 35 nha. Đó. Cũng có giá là 1 triệu mốt luôn, bao ship toàn quốc cho các anh chị mình luôn nha. Đó. 3 triệu mốt bao ship toàn quốc, 1 triệu mốt chứ quên xin lỗi. 1 triệu mốt nha. Bao ship toàn quốc luôn. Đây. Đây là cây số 18 nha. Còn có dáng rất là độc luôn. Đó, dáng bay mà hồi đầu lại luôn nha các anh chị mình ha. Dáng bay mà hồi đầu lại là rất là tốt luôn nha các anh chị mình. Đây, cao lên là 80. 80. Cao lên là 80 nha. Đây, để em đo chiều bay nó thử rồi nha. Chiều bay là 59. Đây. Hoành là 25. Hoành là 25 nha. Đó. Có giá là 1 triệu 2. Bao ship toàn quốc luôn. 1 triệu 2 bao ship toàn quốc cho các cô chú chị mình luôn nha. Số điện thoại của em là 0898 997764. Đó, em tên Triệu, ở tại khu vực Hoàng, phường Thái Hòa, quận Môn, phố Cần Thơ. Đó cũng là số Zalo và Facebook luôn. Cây này là cây số 19 nha. Cây số 19. Đây. Cây này cao lên là 88. Rồi. Cao lên là 88. Đây, để em đo hoành nó luôn nha. Hoành là 23. Hoành là 23 nha các anh chị mình ha. Hoành là 23. Đó. Có giá là 1 triệu mốt. Bao ship toàn quốc luôn. 1 triệu mốt bao ship toàn quốc cho các anh chị mình luôn nha. Đó. Đây. Đây là cây mã số 20. Cái này là có dáng lông nha các anh chị mình ha. Cây dáng lông lắc lượng rất là đẹp luôn. Cái gần mà kiếm cây một cốt mà dáng lông rất là khó nha. Đó. Cao lên là 111. Rồi. Đây tai chi đầy đủ luôn nha. Đó. Tai chi đầy đủ, cái gân rất là già. Gân guốc dữ lắm luôn. Đây, hoành là 26. Hoành là 26 nha. Đây. Cái này là cũng có giá là 1 triệu 2 bao ship toàn quốc cho các cô chú chị mình luôn. 1 triệu 2 bao ship toàn quốc luôn. Số điện thoại của em là 0898 997764. Đó cũng là số Zalo và Facebook luôn. Đây, đây là mã số cây 21. Cây này là rất là bự nha, nhìn rất là lực luôn. Đó, có dáng bay rất là đẹp luôn nha. Đây. Cái này là chiều bay của nó là 94. 94 nha. Đây, để quay vòng cụ đế cho các chú chị mình đều xem nha. Ở đây có cái dấu này nhưng mà nó bị sành rồi nha. Còn tí xíu nữa thôi, cỡ ngón tay nữa thôi là nó sẽ bít luôn. Nhưng mà nó đã sành rồi. Bảo đảm với các chú chị mình không có mục nha. Bảo đảm luôn. Hàng đảm bảo luôn nha. Đây, để em đo củ hoành nó thức lên nha. Đây. Hoành là 36. Nhưng mà tính 35 thôi. 36 hơi yếu nè. Chút xíu thôi nhưng mà tính 35. Đó. Đây. Cái này có giá là 1 triệu 3. Bao ship toàn quốc luôn. 1 triệu 3 bao ship toàn quốc cho các chú chị mình luôn nha. Đây, cây này là cây quái nè các anh chị mình nè ha.
mã số 22, rất là quái luôn. Có một bệ đế rất là đẹp luôn nha. Đây cái bệ đế quá trời cái bệ đế luôn nha các anh chị mình ha. Cái bệ đế hơn một gang tay. Đây cái bệ đế dữ lắm cái bệ đế luôn. Đó. Cái bệ đế giống như là một con ếch đang nằm vậy đó nha các cô chú anh chị mình ha. Đó là tàng đa nha. Tàng chi đầy đủ, tàng đa rất là đẹp, cao lên là 55. Đây đếm đo hai thân này nhập lại thứ nha. Đo hai thân tổng hai thân của nó là 41. Đây, đếm đo thằng này. Để đo thử cái thằng bên đây thôi nha. Thân bên đây là 21 nha các chú anh chị mình ha. 21. Đó. Có giá là 1.1 triệu luôn. 1.1 triệu bao ship toàn quốc luôn. Đó, 1.1 triệu bao ship toàn quốc nhưng dịp lễ ngày hôm nay để giao lưu với các chú chị mình nha. Đây, đây là cây mã số 23. Có cái dáng bay rất là đẹp luôn. Đó. Dáng bay mà bay ta lên trên thì nó radar rất là đẹp nha. Chiều bay của nó là 113. 113 nha. Đây 113. Đây. Đó, giống như một con thú luôn nha các anh chị mình ha. Đây, giò trước của nó đây, chúng em không moi ra sợ si cây nha. Hoành là 23. Đó, hoành là 23. Có giá là 1.2 triệu bao ship toàn quốc cho các anh chị mình luôn. 1.2 triệu bao ship toàn quốc luôn. Đây cây mã số 24 nha các anh chị mình nha, cây mã số 24. Đó, rất là đẹp luôn. Đây. Chiều cao lên là 76. Cao là 76, tai chi đầy đủ luôn. Khế gân trái chua. Đó, khi mà ra trái rồi các anh chị mình cứ nhậu bê thui ha, khỏi cần đi đâu hết trơn luôn. Rồi ngoài vườn kiển là kế bên thò tay hái một trái. Đó, ăn luôn. Đây, cây này hoành 32. Hoành là 32 nha. Có giá cũng là 1.1 triệu luôn, bao ship toàn quốc luôn. 1.1 triệu bao ship toàn quốc cho các anh chị mình luôn nha. Đó. Dòng này khế kiển này rất là tiện lợi luôn nha các anh chị mình ha. Đó, vừa mình vừa ăn trái được luôn. Đó mà mình vừa chơi kiển được luôn nha. Đây cây mã số 25. Cây mã số 25. Cao lên là 70. Cao lên là 70. Đây đếm ra hoành cái nó thứ nha. Hoành là 22. Hoành là 22 nha, cũng có giá là 1.1 triệu luôn. Bao ship toàn quá cho các chú chị mình luôn nha. Đó. Hôm nay ngày lễ chúng em khuyến mãi cho các chú chị mình nha. Duy nhất ngày hôm nay em anh chị. Bữa nay là lễ gì nha? Black Friday. Black Friday hả? Vậy là bữa nay là bên bưu điện có khuyến mãi không ta? Lễ rồi. Chỗ nào có khuyến mãi cho bưu điện cũng có khuyến mãi luôn nha. Có luôn, thương cây tốt luôn. Đúng rồi. Tại vì ở đâu cũng khuyến mãi hết trơn, em bán kiện mà còn khuyến mãi nên là bưu điện cũng phải khuyến mãi luôn. Rồi. Này cao lên là 72. Rồi. Đó, cao lên là 72 nha. Đây, hoành của nó là 31. Rồi. Đó, đây hoành hai thân của nó là 31 nha. Đó. Đây. Rồi. Có giá là 1.1 triệu luôn, bao ship toàn quốc. 1.1 triệu bao ship toàn quốc cho các anh chị mình luôn nha. Đây, cây mã số 27. Rất là đẹp luôn. Đó các anh chị mình cái này ha. Tượng nó ra rồi là các anh chị mình chơi tàng thông à, chơi mà tàng dù rất là đẹp luôn nha. Cái tàng dù là khỏi chê. Cao lên là 90. Đó cái này là chơi tàng dù ha. Bẻ tàng chi tay được ra đây ha. Trái nó lồng thồng rất là đẹp luôn nha các anh chị mình ha. Đây hoành là 29. Hoành là 29 nha. Đó cây rất là đẹp. Đế đều luôn nha các anh chị mình ha. Đế nôm luôn. Đế đều rất là đẹp. Có giá là 1.1 triệu bao ship toàn quốc. 1.1 triệu bao ship toàn quốc cho các anh chị mình luôn nha. Đây cây mã số 28. Cây mã số 28. Đây cái này là cây gián thú rất là đẹp luôn nha các anh chị mình ha. Cây gián thú rất là đẹp luôn. Cao lên là 60. Cao lên là 60 nha. Đây. Cây gián thú rất là độc luôn nha các anh chị mình ha. Hoành của nó là 19. 20 mà hơi yếu thì em tính 19 thôi.
đó, cũng có giá là 1,1 triệu luôn, bao ship toàn quốc cho các chú chị mình luôn nha, 1,1 triệu bao ship toàn quốc luôn. Đây cây mã số 29 đó, có cái dáng thú rất là đẹp luôn nha các chú chị mình ha, giống như một con ếch đang nằm vậy đó ha. Đây cái lô khế này là thú này rất là nhiều nha các chú chị mình ha, dáng bay của nó là 69. Đây giống như con thú đang nằm luôn, giống y như một con ếch luôn nha. Đây cái bề lưng của nó là bằng cái bàn tay của em luôn nè. Đó các chú chị mình thấy ha, rất là bự. Đây rất là đẹp luôn. Đó đế đều luôn nha. Rồi đây hoành là 22. Đây hoành là 22. Đó có giá là 1,1 triệu luôn, bao ship toàn quốc luôn. 1,1 triệu bao ship toàn quốc cho các chú chị mình luôn nha. Đó cây rất là bự nhưng mà dáng rất là đẹp luôn. Đây cây này lùng lực luôn nè. Đây là mã số cây 30. Đây cũng là cây cuối cùng trong clip này luôn nha các chú chị mình ha. Đó để em đo chiều cao nha, cao lên là 68, cao lên là 68 nha. Đây dáng rất là độc luôn nha, cao lên là 68. Đây em đo hoành dưới này là 24 nè. Đó hoành 24 nha, hoành của nó là 24, giá cũng là 1,1 triệu luôn, bao ship toàn quốc cho các cô chú chị mình luôn nha. Đó bao ship toàn quốc luôn, giá là 1,1 triệu. Dạ hết. Hôm nay là nhân dịp ngày lễ, chị sẽ khuyến mãi cho các cô chú chị mình những cái lô khế này giá cũng hơi mềm đó, để giao lưu với các cô chú chị mình. Chịu cảm ơn các cô chú chị mình đã ủng hộ trong thời gian qua, chúc các cô chú chị mình bữa nay ăn lễ một ngày vui vẻ. Cảm ơn và cảm ơn. Rồi anh với rồi mến chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại vào những clip sau.